Xin chào các cô, các chú, các anh chị, quay trở lại kênh YouTube Lương ở Lô Bài. Đằng trước mọi người, đây là con xe đạp Touring Recolor, thương hiệu đến từ Đài Loan. Thương hiệu đến từ Đài Loan. Mẫu Recolor này thì các anh chị có thể lên trên mạng tìm hiểu, cái thương hiệu này bên Đài Loan thì đồ khá là đắt luôn. Thì hôm nay có một con xe mẫu này thì em đang có 3 màu và đang có chương trình sale giá cực kỳ tốt luôn. Mẫu này thì đang có chương trình sale 15%, giá từ 10.990.000 chúng ta sẽ giảm được khoảng tầm về còn khoảng 9.300.000. Một cái mức giảm rất là tốt luôn. Giá sau khi giảm này thì em nghĩ đây là một trong những cái con xe có thiết kế cũng như khung sườn cũng như đồ đạc trên xe và nói khá là ok và khó có thể làm được cái giá này ở các cái hãng xe khác mà thương hiệu lớn như này. Bởi vì sao? Con này thì đồ đạc của nó khá là ngon. Em sẽ chi tiết cho các anh chị xem. Thứ nhất là cái khung sườn này là khung sườn nhôm nhá. Và hãng nó bảo là công bố là đây là khung sườn nhôm 7005, rất là nhẹ luôn, dây đi âm sườn này. Con này thì càng nó là càng nhôm đúc liền khối liền mạch này mọi người này, dùng chén cổ bạc đạn thả lên cái phần bạc đạn nó âm bên trong thì làm cái cổ nó rất là khít, rất là đẹp. Đẹp hay không thì chúng ta ngoài là nhìn cấu hình ra, chúng ta phải nhìn cái chi tiết của nó, có cái nước sơn này, các cái chi tiết nhỏ nó sắc sảo hay không sắc sảo, đó là sự khác biệt giữa thương hiệu lớn và thương hiệu nhỏ, đồ ngon với đồ tự thường đấy. Và con này được hãng nó trang bị tay đề số là Shimano Clarit R2000, cái mẫu này là tay phanh liền đề luôn nhá. Cả tay phanh cũng Shimano luôn này. Rất là ngon, rất là xịn luôn. Bình thường các anh chị thấy cái phân khúc xe tầm 10 triệu khó có thể kiếm được con này, như con này chỉ có hơn 9 triệu thôi. Bởi vì em luôn còn tồn kho và hàng tồn tại cửa hàng lắp sẵn, là em sale cái giá rẻ luôn cho anh chị luôn. Con này là hàng trưng bày nhá, nên mới có cái giá sale mạnh như vậy. Đó. Và vành bánh của nó là vành bản cao, là vành bản cao 3 phân. Và con này là đùm bạc đạn nhé, của hãng Xiamen nhé. Đó. Đùi đĩa của nó sử dụng đùi đĩa 2 tầng này, đùi đĩa 2 tầng của Browell nhé. Gạt đĩa Shimano Clarit R2000 này, củ đời sau cũng Shimano Clarit R2000, chính hãng của Shimano luôn nhé. Và con này sử dụng xích lip 8 tầng của Sagex và xích 8 tầng của KMC nhé. Xích thì khá là ok. Bánh bản cao 4 phân đùm bạc đạn. Lốp của nó là lốp 2 màu của CST. Đó. Và mỗi một xe thì sẽ là tặng cho chúng ta một đôi bê đan như này. Và yên nó cũng sử dụng yên khá ngon của C-Royal. Cái dòng yên này thì phải nói là rất là êm và bền. Đó. Trong cái phân khúc tiền mà hơn 9 triệu mà kiếm một con xe Touring như này, em nghĩ là rất là ngon, rất là rẻ luôn. Bởi vì với cái cấu hình này chúng ta chỉ cần thay đổi thương hiệu nhá. Thương hiệu Gian hay thương hiệu Czech hay thương hiệu gì đấy là nó vào đập cho chúng ta là khoảng 15-16 triệu. Mà trong khi đó là kiểu dáng này rất là hiện đại. Kiểu dáng này thì nó giống kiểu dáng road hơn là giống kiểu dáng Touring thông thường. Nên cá nhân em thì em thấy nó rất là thích, rất là đẹp. Khung sườn này thì có nhiều màu cho chúng ta lựa chọn. Và mẫu xe này thì nói chung là về chất lượng thì các em có thể bảo đảm cho anh chị là trong cái tầm tiền này khó có thể đếm nào con nào ngon hơn luôn. Và chất lượng em bảo đảm cho anh chị, đi bao bền bao nhiêu xài luôn. Khung sườn bảo hành cho anh chị 5 năm. Đó. Thì đây là cái mẫu xe này là em chỉ còn 1-2 con hàng trưng bày sẵn. Giá cũng rất là rẻ. Anh chị nào đang có nhu cầu mua xe có thể tham khảo mẫu Recolor Xiamen này nhá. Mẫu này là chỉ còn số lượng có mấy cái thôi đấy, nên bán hết là hết, sẽ không có cái giá tốt như này đâu. Các anh chị đang có nhu cầu mua xe thì hãy ủng hộ em Lương nhá. Cảm ơn mọi người.